Hi, Thận Lê xin chào các bạn. Đây là cái bài thực tập thực hành vẽ AutoCAD thứ 9. Bài tập này chủ yếu dành cho các bạn mới học AutoCAD nha. Rồi mà các bạn theo dõi, Thận Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành vẽ những cái hình đơn giản này để mình luyện tập những cái lệnh đã học. Trong cái bài tập thực hành này, Thận Lê sẽ kèm cho các bạn vẽ những cái hình này. Đây các bạn thấy không? Đầu tiên mình vẽ cái hình này trước ha. Hình 10.A nè. Rồi để vẽ hình này thì đầu tiên các bạn vẽ hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật. Lệnh ở đây là các bạn chọn góc xuất phát, phím tắt là REC nha, phải có a cộng 100 phẩy giữa hai tọa độ, giữa hai cái chiều dài cạnh XY phải cách nhau với dấu phẩy 100, enter thì các bạn vẽ được cái hình chữ nhật ngay. Để mình nhập lệnh mu m, enter, mình mu nó sẽ xuống. Ok, rồi giả tiếp mình đã có được cái hình này rồi. Bây giờ bên trong có một cái vòng tròn, bạn thấy nó nổi tiếp bên trong cái hình chữ nhật này không? Bạn nhập lên vẽ hình tròn, bạn vẽ nhập vẽ hình tròn này. Để tìm cái tâm, đối với phiên bản AutoCAD từ 2016 trở lên thì AutoCAD nó mới có cái tính năng là bắt vào cái tâm hình học, bạn thấy không? Geometric Center tức là tâm hình học, chú ý từ CAD 2016 trở lên mới có, 2015 trở xuống không có. Mà nếu mà các bạn dùng CAD 2015 trở xuống nó không có bắt được cái tâm của hình chữ nhật thì làm sao các bạn tìm cái tâm này? Thì các bạn nhập vào M2B rồi sau đó bạn chọn điểm thứ nhất, điểm thứ hai thì nó sẽ tìm trung điểm với hai điểm các bạn chọn, được chưa? Đấy, đối với các bạn dùng cách cũ thì làm như vậy đó. Còn 2016 trở lên các bạn rê vào ngay cái tâm cái hình vuông, bạn thấy nó bắt luôn cái tâm của cái hình, hình này luôn. Rồi, cái chu trả xong rồi, hoặc là các bạn có thể vẽ cái vòng tròn này bằng phương pháp là tiếp tiếp xúc ba đối tượng. Đây mình xóa, mình vẽ lại tiếp xúc ba đối tượng cũng được đó nè, vào draw circle tiếp xúc ba đối tượng, ba cái tang các bạn thấy không? Tăng 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 xong rồi, cái nào cũng được. Bây giờ mình tiến hành mình vẽ cái hình vuông ở bên trong. Thì trước khi vẽ hình vuông bên trong á, các bạn vẽ hai cái đường chéo của cái hình chữ nhật bên ngoài, nhập lệnh line thôi, cái này đơn giản ha. Rồi các bạn nhập lệnh bên chữ nhật, bạn bắt từ đây tới đây, như vậy là mình đã xong cái hình này ha. Rồi ghi kích thước, còn lại là ghi kích thước thôi. Rồi mình vẽ hình này như thế nào đây? Hình này thì cũng khá đơn giản. Các bạn vẽ hình chữ nhật, chọn góc xuất phát, rồi bạn nhập vào cú pháp A cộng, đè giữ phím Shift và cái phím số 2 sẽ lấy được dấu A cộng 100, phẩy 100, Enter. Rồi bây giờ mình tiến hành mình dựng các cái vòng tròn thôi. Bạn thấy cái vòng tròn không? Đây là một cái vòng tròn này, một nửa vòng tròn này. Tâm nó là đây nè các bạn. Rồi vẽ hình tròn. Rồi mình được một vòng rồi, bây giờ bạn vẽ tiếp vòng thứ hai, kích chuột phải lấy lệnh chọn tâm, kích chuột phải là xong, kích chuột phải lấy lệnh, kích chuột trái chọn tâm, kích chuột phải thì nó lấy lại, nó sẽ vẽ lại lại cái vòng tròn theo cái bán kính trước đó, kích chuột phải lấy lại lệnh chọn tâm là kích chuột trái, kích chuột phải nó sẽ thực hiện lệnh luôn, thì nó sẽ vẽ cái vòng tròn theo cái bán kính trước đó. Rồi mình mua cho nó xe ra chút xíu. Rồi bây giờ bắt đầu bạn tiến hành bằng trim đi thôi là được ha. TR trim biểu tượng nó nằm đây. Lần này dùng để cắt. Phím tắt là TR Enter hai lần. Bạn gõ TR Enter hai lần nha. Bạn dùng cửa sổ bạn chọn, đừng có chọn thủ công, đừng từng đoạn lâu lắm. Rồi, xong rồi. Còn lại ghi kích thước thôi là nó ra được cái hình bạn cần đúng không nào. Tiếp theo mình vẽ cái hình số 3 này. Hình này vẽ sao đây? Ở đây là người ta chỉ cho các bạn có một cái vòng tròn R50 thôi, còn mấy vòng tròn trong thì các bạn tự vẽ ra. Hình này hình như mình có vẽ rồi, để mình xem lại coi. Có vẽ rồi thì thôi. Chưa, hình này như chưa có vẽ. Những bài tập trước mình lưu lại để mình biết hình nào vẽ rồi, hình nào chưa. Đây là những bài tập mang chất học đường, luyện vẽ, luyện lệnh rất là tốt dành cho các bạn mới học AutoCAD nha. Phần thực hành chuyên sâu vào từng chuyên môn một thì Thắng Lê sẽ tập trung vào trong thời gian sắp tới. Trước mắt thì các bạn cứ luyện vẽ trước cái đã cho nó vững lên. Rồi bắt đầu vẽ hình này, trước hết các bạn dựng cái vòng tròn R50 50 nha, chọn tâm nhập 50 enter thôi. Ở đây có mấy vòng tròn xung quanh đây các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình. Bạn nhập lên dãy hình tròn, chọn tâm tại đây. Rồi bạn nhập cái bán kính vào, như bán kính là bao nhiêu đây? Thì bán kính này là bạn thấy nó vừa khít không? Này các bạn thấy nè. T
từ đây đến đây là nó chia ra làm 1, 2, 3. Bạn thấy là 1, 2, 3, 4 phần bằng nhau. Tức là cái điểm mà cái vòng tròn này nó tiếp xúc vào là nó từ tâm này ra đến điểm này. Bạn thấy rất rõ ha. Nè. Bạn tưởng tượng này, vẽ cái vòng tròn này chia làm tư nè. Đó, nếu mà làm theo kiểu cách cũ nha, mình làm theo kiểu hai cách nè. Một cách là cách cũ, một cách cách mới. Cách mới lúc nào làm cũng nhanh hơn, tiện hơn do nó có cái công cụ. Làm theo cái kiểu cổ điển mà các bạn hay nghĩ ra nè. Đầu tiên các bạn dùng lệnh divide, bạn chia cái đồng thẳng này ra làm 4 phần. Chia làm 4. Rồi, sau đó đó thì khi đó nó có cái điểm chia nè, bạn thấy nó có điểm chia không? Nó có điểm chia nè. Rồi các bạn nhập dễ hình tròn từ đây nè. Bạn vẽ ra đây. Thì như vậy mình vẽ được cái vòng tròn đầu tiên. Tuy nhiên mình không cần phải dùng lệnh chia đâu, các bạn có thể vẽ trực tiếp luôn. Đây mình có thể vẽ trực tiếp luôn bằng cách là nhập vào giấy hình tròn, chọn tâm. Bây giờ mình cần bắt vào cái điểm mà trung điểm giữa điểm này và điểm này nè, các bạn nhập M2B thôi, không cần vẽ trung gian, không cần chia gì cả. Điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, các bạn thấy chưa, không cần vẽ trung gian nha, không cần vẽ trung gian làm chi. Rồi giờ mình array nó ra số lượng là 6. Array là biểu tượng ở đây đây, các bạn thấy nè. Các bạn mà nào mà muốn dùng array theo kiểu cách cũ thì các bạn nhập vào array classic, mặc dù các bạn đang dùng cách cái giao diện cách mới nha. Bạn gõ AR, bạn thấy nó hiện ra chữ array classic đây nè. Bạn thấy giống cách 2 là 7 không? Rồi mình làm theo cái cách cũ trước cho các bạn xem. Ở đây bạn chọn polar array. Array theo polar phải có một cái tâm ở chung trái. Chọn cái tâm. Rồi nhập số lượng ở đây, số lượng ở đây là 6. Sao chép cả một vòng tròn 360, đúng rồi. Rồi sau đó click vào select object để chọn nó tưởng là cái vòng tròn phía bên phải. Ok, xong. Như vậy mình vừa array cái vòng tròn xung quanh cái vòng tròn nhỏ, xung quanh cái vòng tròn lớn theo cái lệnh array classic của cái cách về từ 2010 trở xuống đó. Rồi mình tự set lại cho mình làm thêm cách mới nè. Cách mới thì biểu tượng là nằm đây, bằng ra chuột vào đây. Đây, nó là đây nè các bạn. Nhấn giữ vào cái biểu tượng này nè. Hoặc nhấn giữ vào biểu tượng này từ phiên bản cách 2012 đã lên mới có tính năng này. Nhấn giữ vào đây, ra chuột ở đây thả ra. Rồi sau đó bạn chọn đối tượng nè, cái chuột phải kết thúc chọn. Rồi sau đó bạn chọn cái tâm. Cái chuột phải kết thúc luôn thì mặc định nó làm cho bạn 6 hình. Giả sử mình cần 10 hình thì bạn nhấp đôi vào. Nhấp đôi chuột trái vào, nhấp liên tục, nhấp nhanh lên. Nhập số lượng vào đây, ví dụ như 10, enter. Bạn thấy tăng lên 10 không? Nhưng thực tế mình cần có 6 thôi, bạn gọi 6. Bạn nhập cái con số item là số lượng cái vòng tròn, số lượng cái đối tượng đó, item. Còn đây thì là cái góc sao chép, giả sử mình cho là 180 thôi thì nó bố trí 6 hình này trong 180 độ thôi, được chưa các bạn? Rồi đó là cái góc này ha. Rồi mình sửa lại 360. Ok. Rồi tiếp theo, hình này đã xong. À còn cái vòng tròn bên trong, vòng tròn bên trong này thì vẽ rất là đơn giản thôi, C enter, chọn tâm, bán kính là khoảng này luôn. Rồi xong. Hình này vẽ cũng tương tự như hình hình trên đây thôi, không có gì khác hết, không có gì khó hết. Vẽ một cái vòng tròn có R60. Sau đó các bạn vẽ cái hình đa giác ở bên trong, thấy cái hình mình đa giác bên trong không? Lệnh BOL biểu tượng nằm đây. Số cạnh là 4. Chọn tâm. Nhập y ngắn enter. Rồi ra ra, giờ mình được cái hình vuông ở chính giữa rồi. Tiếp theo, vẽ mấy cái vòng tròn này ra. Thì bạn để ý nè, cái vòng tròn này là bán kính nó là bao nhiêu. Cái vòng tròn này nè, con thấy nè. Cái vòng tròn này nè. Này, nó chính là đối xứng lại của cái vòng tròn này nè. Bạn thấy không? Nó chính là đối xứng lại của vòng tròn này nè. Rồi, thì các bạn vẽ một vòng duy nhất thôi. Này, các bạn thấy nè, bạn xem lại nè. Cái vòng tròn ngoài này nè. Vòng tròn này đối xứng với nhau. Vậy mình để ra cái vòng này á, các bạn đối xứng này qua. Để đối xứng thì bạn vẽ một cái cung tròn, bạn nhập lệnh A enter nè, A nè. Đây nè các bạn, lệnh vẽ cung tròn nha. Rồi, chọn điểm thứ nhất nè, chọn điểm thứ hai nè, chọn điểm thứ ba. Đầu tiên các bạn vẽ cái cung trùng ở đây luôn. Sau đó bạn lật cái cung này qua là được, không cần phải lật nguyên cái vòng tròn là mất công tốn thêm lệnh trim đâu ha. Rồi nhập lệnh mi enter, chọn cung tròn nè, cái chuột phải cái nút chọn. Điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai ở đây. Rồi, bạn lật nó lại thì bạn phải chọn Z thì cho nó lật luôn. Xong, thì cái hình góc này nó mất luôn. Bây giờ để ra được bốn cái hình này thì các bạn mirror thôi, mình dùng lệnh mi tiếp theo, mi enter, chọn đối tượng, kích chuột phải kết thúc chọn. Điểm đầu tiên trục đối xứng đi qua, bật F8 cho thẳng góc, rê chuột theo phương trục đối xứng là phương này, lấy chuột trái kích chuột phải kết thúc chọn. Rồi tương tự bằng mirror hai cung tròn xuống bên dưới cũng tương tự ha, nhập lệnh mi trở lại,
chọn hai cái cung tròn này, kích trục phải kết thúc chọn, trục ở xứng lúc này đi qua điểm này, ra chuột ra ngoài trống theo phương nằm ngang nha, lấy trục trái bất kỳ chọn điểm thứ hai, rồi bạn chỉ cần kích trục phải kết thúc chọn là xong. Rồi như vậy là mình đã vẽ được cái phần bên trong rồi, còn cái vòng tròn và cái hình vuông ở trong nữa. Vòng tròn này thì vẽ khá đơn giản, vẽ hình tròn tâm ở đây, bán kính là đây, rồi còn cái hình vuông bên trong, hình vuông bên trong thì mình dùng polygon trở lại, nhập số cạnh là 4, enter, tâm của nó ở đây luôn, tâm của nó ở đây, và sau đó bằng chọn y, nhập y, y ngắn, enter, rồi xong. Cái hình này mình đã vẽ xong rồi các bạn. Rồi cái nào xong mình bỏ qua, xóa bỏ qua, mô nó xê lên. Bây giờ mình vẽ cái hình 11C, hình này nè các bạn. Đây là một cái hình đơn giản, cũng khá đơn giản, tuy nhiên các bạn phải biết cái công cụ lệnh thì các bạn vẽ nó mới nhanh được. Thì có nhiều cách để vẽ cái hình này, thì thằng Lê chỉ cho các bạn một số cách các bạn vẽ sao cho nó nhanh tiện. Thì cái hình này trước tiên các bạn dựng một cái line dài 240, enter. Rồi, bạn divide cái line này ra, bạn thấy mấy phần đây? 1 2 3 4 5 6 phần bằng nhau đúng không nào? Các bạn dùng lệnh divide á, div, enter. Chọn đối tượng cần chia, cái lệnh này dùng để chia đối tượng. Các bạn nhớ nha, vẽ CAD phải biết cái lệnh này dùng để chia đối tượng. Nhập lệnh là div. Div là viết tắt của chữ divide, divide là chia, là toán chia. Rồi, nó yêu cầu các bạn nè, select object to divide, tức là chọn cái đối tượng để chia. Đối tượng để chia là cái line này, cái trục trái là chọn được đối tượng để chia rồi. Sau đó mình nhập cái nó yêu cầu các bạn là enter the number of segment, segment là cái số phần cần chia. Ở đây mình cần chia là 6, nhập vào 6, enter, nó chia rồi. Cái điểm chia chưa nhìn thấy, bạn vào trong menu format, point style, bạn chỉnh cho bạn thấy. Đây, bạn để dấu chéo, bạn sẽ thấy rõ hơn, bạn thấy 6 phần bằng nhau chưa. Bây giờ bạn cứ nhập lệnh line bạn vẽ thôi. Ở đây lên dài 40 đúng không các bạn, 40. Rồi, cái chục phải đây là lệnh. Tiếp theo là dài bao nhiêu đây, 45, 45. Và cái đỉnh của nó là dài nhiêu, 60. Rồi bên đây thì bây giờ bắt đầu bạn nhập lệnh line, bạn vẽ từ đây lên thôi, bạn nói lại, bạn vẽ một bên thôi, tại nó đối xứng với nhau, mình vẽ một bên thôi, rồi sau đó mirror qua. Rồi, tương tự ở đây, đó các bạn thấy không. Rồi xong, mình vẽ được một bên rồi, lệnh line thôi. Rồi nhập lệnh MI, enter, mirror này qua, chọn đối tượng, kích trục phải kết thúc chọn, trục ở xứng ở đây, ra chuột theo phương trục ở xứng, lấy trục trái, kích trục phải kết thúc chọn. Rồi đó là lệnh đối xứng, mình làm lại lệnh đối xứng lần nữa cho các bạn xem. Nhập lệnh nè, MI, enter, hoặc biểu tượng mirror ở đây, mirror ở đây nè, nhập lệnh nè, chọn đối tượng, dùng cửa sổ chọn, không có dùng chọn thủ công, lấy trục trái, kích trục phải kết thúc chọn. Điểm đầu tiên trục xứng đi qua là điểm này, di chuyển chuột theo phương trục ở xứng, lấy trục trái. Rồi sau đó nó hỏi mình là erase object, tức là có xóa cái đối tượng gốc đi hay không, thì mình đâu có xóa đâu, thì các bạn chỉ cần mặc định nó là no nè, mặc định nó là no bằng gõ enter là được. Rồi xong. Sau đó mình những cái điểm chia này bạn để thì nó khi in nó sẽ xuất hiện ra trên giấy luôn, thì bạn bỏ những cái điểm chia này bằng cách bạn vào trong menu format, point style, bạn chỉnh lại cái khoảng trắng thì nó mất. Khi các bạn cần hiện lại, bạn vào format, point style, bạn chỉnh lại thì bạn thấy nó hiện trở lại. Nếu bạn xóa thì bạn muốn hiện lại, muốn hiện không được. Cho nên cái công cụ này, khi vẽ CAD bạn phải để ý từng ly, từng tí như thế, mình vẽ mới nhanh được và nó mới rồ được. Này bạn thấy không, ý nghĩa cái khoảng trắng là như vậy đó. Thật ra mặc định nó là dấu chấm, các bạn rà, bạn vẫn thấy cái điểm này, chứ không phải là không thấy. Tuy nhiên mình mới học CAD là bạn chia, bạn không thấy điểm chia xuất hiện ra, cho nên mình mới chỉ cho các bạn chọn cái dấu chéo là như vậy nha. Rồi làm xong là các bạn chọn là khoảng trắng, dấu chấm, khoảng trắng, cho tự ẩn đi. Rồi nó ẩn đi rồi. Tiếp theo mình vẽ cái hình bên dưới, hình này thì khá đơn giản rồi. Nhập lệnh line. Hình này thì bạn có thể vẽ theo kiểu hình là line cũng được. Đây mình vẽ theo kiểu là line trước nè, 160. Rồi bây giờ mình vẽ tiếp chỗ này, TK từ đây, các bạn TK từ đây nè, TK lên 60 nè, TK từ đây lên 60, enter, rồi vẽ về đây thôi. Rồi cái này dập lệnh like thôi các bạn, này là like dễ thôi nha, like enter. Rồi các bạn nào chưa xem những cái bài tập thực hành từ bài 1 cho đến bài số
8 đó, thì các bạn xem trong kênh nha, thằng Lê đã chia sẻ tới bài số 8 rồi, các bạn xem trong kênh đó. Là bên dưới cái video này trong cái mục mô tả, thằng Lê có để cái đường link cho các bạn vào trong cái kênh, các bạn xem cái bài tập khác cũng như là những cái hướng dẫn lý thuyết là anh Cát mình đã hướng dẫn chia sẻ rất là nhiều ở trong cái kênh này rồi, gần như là rất đầy đủ luôn. Bạn vào trong cái kênh của thằng Lê bạn học là liên quan đến AutoCAD là về lý thuyết là gần như là đầy đủ, chưa thiếu, không thiếu cái gì đâu. Các bạn vào các bạn tìm để các bạn học liên quan tỷ lệ, kiểu nét, màu sắc, cách vẽ, layer, test, rồi ghi chú chữ ra làm sao, ghi chữ ra làm sao, rồi các cái thủ thuật CAD, lệnh scale, lệnh stretch, từng lệnh một mình đã chỉ hết tất tần tật ở trong cái kênh rồi nha. Các bạn vào trong kênh các bạn xem. Rồi để theo dõi được những cái bài tập mới thì các bạn cũng đừng quên click vào cái đường thằng Lê đây để các bạn đăng ký. Thì các bạn đăng ký thì mình chia sẻ cái bài tập mới lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo đó. Và ngoài ra các bạn khi đăng ký các bạn cũng đã ủng hộ cho thằng Lê một cái subscribe. Rồi ở bên dưới đây nè, có biểu tượng có chữ thằng Lê, các bạn có thể click vào, các bạn vào kênh cũng được nha. Còn cách đơn giản để vào kênh của thằng Lê là bằng vào một mô tả, click vào cái đường link mình đã để sẵn đó là ok. Rồi đây mình vẽ thẳng xuống nè, đây đối xứng qua tự nhiên nó đơn giản thôi, mình vẽ luôn khỏi cần đối xứng cũng được, được chưa các bạn. Bây giờ mình vẽ theo kiểu hình đa giác cũng được, bạn nhập hình vẽ đa giác rồi bạn nhập số cạnh vào là 3, enter, chọn tâm rồi không, bạn vẽ theo chiều dài cạnh á, nhập vẽ đa giác nè, rồi nhập số cạnh 3, enter, chọn eo nè, chọn điểm xuất phát nè, bạn nhập vô 160. Rồi sau đó bạn chọn không cần lệnh gì hết, lấy chu cái ngay đây bằng TK thôi, TK enter, từ đây lên một khoảng là 60, enter, rồi xong cũng vẽ được cái hình này. Sau đó cũng nhập được line vẽ cái này ra thôi. Để vẽ cái này bạn nhập được line, bạn vẽ như này cho nó liền mạch luôn nè. Bây giờ làm sao để mình tìm được cái điểm giữa ở chỗ này thì bạn nhập vô M2B, M2B ha, điểm thứ nhất đây, điểm thứ hai đây, rồi mình vẽ lên, vẽ xuống, đây là vẽ ngay giữa rồi đi xuống, xong vẽ cái line ngay đây nữa là được. Được nào, cách nào cũng được, bạn dùng cách nào cũng được. Để đạt được một cái mục tiêu thì có nhiều cái con đường để đi, để làm được một cái bài toán, để làm một cái bài tập thực hành này thì cũng có nhiều cách để các bạn vẽ được một cái hình. Đó là cái các bạn cần phải chú ý, nó có nhiều cách nha, các bạn có thể vẽ theo cách của các bạn chứ không nhất thiết là phải theo cách của thằng Lê. Thằng Lê gợi ý cái cách cho các bạn thôi, còn các bạn chịu khó các bạn tìm những cái cách khác để mình vẽ hình cho nó quen nhanh. Hình này rồi mình làm nhanh thôi, hình này là mình biết chiều dài cạnh là 60 thì cách vẽ như sau, nhập lệnh nè, bạn nhập số cạnh là 6, enter, sau đó bằng khai thác cái biến edge để mình vẽ cái hình mà có theo chiều dài cạnh nè, lấy chút cái chỉ hướng à, mình chưa, mình định edge nó chưa có hiểu, nhập lại lệnh nè, nhập lệnh, nhập số cạnh 6, enter, khai thác cái biến edge, chọn điểm xuất phát của cạnh, chỉ hướng nhập vào 60. Rồi còn lại bên trong là các bạn cứ nhập lệnh line, các bạn vẽ đang chéo ở bên trong thôi, không có gì khó hết, được chưa nào. Bên trong là lệnh line thôi à, hình này hình như cũng có vẽ rồi thì phải nè, cái dạng này nè các bạn nè, dạng này nè à, cái bài tập số 1 đó nó chính là dạng này nè. Rồi ok, hình này đơn giản thôi, mình không có vẽ tiếp nữa ha. Vậy được rồi, còn lại các bạn nhập lệnh line, bạn vẽ thôi nè, lệnh line thôi, không có gì hết nè, đây lệnh line để vẽ thôi. Chéo qua chéo lại thôi, xong chưa ta, còn nữa, còn từ đây nó chéo qua đây nữa nè, rồi chéo ở đâu nữa, từ đây chéo ngược lại nữa nè, từ đây chéo lên đây nữa nè, từ đây chéo lên đây nữa nè. Ok, này vẽ để luyện lệnh thôi, vẽ hình này cũng chẳng bằng thấy đó, rất là đơn giản chứ không có gì khó hết ha. Rồi thằng Lê vừa hướng dẫn cho các bạn thực hành vẽ 2, 4, 5, 6, 7 cái hình này. Ok, giờ để thằng Lê sắp xếp lại ha. Còn ghi kích thước, để hướng dẫn các bạn ghi kích thước nữa. Ghi kích thước này ra, mình nhập vào đây. Bạn nào chưa xem bài tập 1, các bạn xem bài tập 1 để biết định dạng kích thước, định dạng cái file mẫu để mình tiến hành mình thực hành như thế nào nha. Các bạn nhớ luôn cái file này lại, thằng Lê còn chia sẻ rất là nhiều thực hành nữa, còn những cái hình khó nữa, mình đang đi trong cái nhóm hình dễ, hình đơn giản dành cho các bạn mới học, mới làm quen với CAD để luyện lệnh thôi. Bắt đầu những cái bài tập tiếp theo mình sẽ bắt đầu đi khó dần lên, các bạn lưu cái file này lại.
để mình có cái tiếp tục cái file thực hành. Còn làm sao để tạo được cái file này, các bạn xem bài tập 1, thực hành bài tập 1 nha, trong kênh á, các bạn thấy xem trước cái bài đó để biết cách tạo ra cái file. Rồi ghi thước, trong đó mình có chỉ định dạng cái thước luôn cho các bạn, định dạng test. Rồi ghi nói tiếp cái này đi, nói tiếp đây. Các bạn ghi cái thước làm sao mà người ta không thể, cái khả năng làm không thể sai được nha. Rồi bây giờ mình ghi dạng cái thước, dạng có chung bay thì làm sao? Đây, có thể ghi theo kiểu này. Bay thì bạn dùng cái này, rồi bạn cứ bắt vào đây, bạn bắt đây. Để cho các bạn, tất nhiên cái hình này đối xứng, bạn ghi một bên là được. Đó, bạn có thể ghi theo kiểu nào cũng được, được chưa nào? Rồi mình có thể ghi cái chiều cao, chiều cao này nè. Rồi giờ mình ghi tiếp bay. Tiếp theo mình ghi ở đây, ở đây, xong. Đó là những cái dạng để ghi thước cho cái hình này. DLI Enter. Lấy chuột trái. Thấy hình này chỉ cần ghi như vậy là đủ. Rồi cái này ghi bán kính DRA. Hoặc dọc vòng nhỏ không cần ghi nha các bạn. Rồi đối với hình này cũng ghi như hình vừa rồi. Ghi hai cái thước là được. Rồi ok, hình này đã được. Đây đây DRA ghi bán kính của vòng tròn này. Rồi đây là Y. Ghi khoảng cách 160 này. Rồi ghi chiều cao này vô là đủ. Chỗ này các bạn chú ý nè. Nếu bạn bắt ở đây, bạn bắt ở đây, bạn rê, bạn thấy có một cái đường chân đêm, có một cái đường giống extension nó cắt qua cái đường này không? Cho nên các bạn đừng có bắt vào trong. Bạn bắt đây nè, bắt đây nè. Đó bằng rê ra nè, được chưa? Rồi, đó là thằng Lê vừa hướng dẫn cho các bạn thực hành cái nhóm hình đơn giản này. Rồi, khi xem video các bạn thấy thích thì các bạn cho xin một cái like ha. Rồi các bạn cũng chia sẻ về tường Facebook, chia sẻ cho các bạn khác cùng học, mới học kết với các bạn đó. Để các bạn cùng biết, để các bạn cùng học, cùng luyện tập với nhau cho nó vui. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tập tiếp theo.